Mẫu SUV đàn em của Toyota Corolla Cross là Toyota Yaris Cross 2024 vừa chính thức được trình làng tại triển lãm GIKINDO Indonesia International Auto Show 2023. Đây hứa hẹn sẽ là một đối thủ khó nhằn, cạnh tranh với những cái tên cộng cán trong phân khúc SUV hạng B như Honda HR-V, Kia Celtis và Hyundai Creta. Theo một số nguồn tin, mẫu xe Toyota Yaris Cross mới cũng sẽ sớm được trình làng tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian tới, Toyota Zaris Cross sở hữu trục cơ sở 2.620mm, với kích thước tổng thể các chiều dài rộng cao tương ứng là 4.310mm, 1.770mm, 1.615mm và khoảng sáng gầm xe 210mm. Các bản Toyota Zaris Cross G và S sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, với công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138Nm động cơ được ghép nối với hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước. Bản G có thêm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp. Trong khi đó, Toyota Zaris Cross phiên bản SHV sử dụng hệ truyền động hybrid gồm có động cơ điện công suất 80 mã lực và mô men xoắn 141 Nm kết hợp với động cơ 1.5 lít chu trình Atkinson có công suất 89 mã lực, mô men xoắn 121 Nm. Các phiên bản thường của mẫu xe cùng phân khúc với Kia Celtis và Hyundai Creta được trang bị bình nhiên liệu 42 lít, nhưng bình nhiên liệu trên bản Hybrid chỉ có dung tích 36 lít. Đổi lại, trên bản Hybrid, mẫu xe đàn em của Toyota Corolla Cross lại được trang bị thêm bộ pin lithium-ion. Toyota Yaris Cross phiên bản G được trang bị cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe trước sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát điểm mù, 6 túi khí, điều hòa chỉnh tay, phanh đỗ xe điện tử với tính năng tự động giữ phanh auto hold màn hình thông tin giải trí 9 in hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 in, đèn sương mù phía trước, nội thất bọc vải, la răng hợp kim 17 in cùng bộ lốp 215 trên 60. Trên phiên bản S, mẫu xe đàn em của Toyota Corolla Cross đỏ VKC bổ sung thêm màn hình toàn cảnh, điều khiển hoạt động sai của bàn đạp, màn hình cảm ứng 10 in, điều hòa tự động, nội thất bọc da, camera hành trình các chế độ lái Eco, Normal, Power, lẫy chuyển số sau vô lăng, ghế lái chỉnh điện, cốp sau chỉnh điện với khả năng ra vào rảnh tay, bộ mâm hợp kim 18 in với lốp 215 trên 55. Phiên bản này cũng được trang bị tiêu chuẩn đèn pha tự động và gói Toyota Safety Sense Biến thể SHV cao cấp nhất còn có thêm hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, màn hình Hybrid dành riêng cho hệ thống thông tin giải trí, cửa sổ trời toàn cảnh với tấm che nắng chỉnh điện. Ngoài ra, đại kình địch mới của Kia Celtis và Hyundai Creta còn được cung cấp gói GZ Pass Aero Package, bổ sung thêm những điểm nhấn trang trí cản sau, trang trí lưới tản nhiệt phía trước và cánh lướt gió phía sau. Toyota Yaris Cross tại thị trường Indonesia có giá bán dao động từ 555 đến 696 triệu khi quy đổi ra tiền Việt. Đây là một mức giá khá hấp dẫn, đủ để giúp mẫu xe đàn em của Toyota Corolla Cross tự tin so kẻ kia Celtis và Hyundai Creta. Xe